Với hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, 5 đối tượng trú tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, tạm giam để điều tra làm rõ vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Trước đó, ngày 19 tháng 11 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố hình sự vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cùng trú tại thành phố Cao Bằng đã cùng nhau thuê nhà để bán nước giải khát và môi giới mại dâm. Trong số các gái bán dâm mà các đối tượng môi giới, có hai gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, hai đối tượng trên đã môi giới cho hai gái bán dâm trên đi bán với 5 người đàn ông với giá mua dâm từ 500 đến 1,8 triệu đồng một người trên một lượt mua dâm và nhận lại 50% số tiền công môi giới.